ngày đi sanh em cũng không có tiền. Em nằm đêm em khóc không mà. Rồi em nói không biết tiền đâu mà đi sanh để gạch ống nằm á. Ngủ ở dưới đó đó hả? Dạ, nằm đó đó lót gạch ống sấp á, mấy ba con mẹ con ngủ không đó. Chạy luôn. Dạ lót gạch ống ở dưới đó có nằm có gạch ống đó. Em buồn quá rồi em nghĩ quẩn á anh. Em tính đặt nó muốn coi cho đi luôn cho nó rồi chứ thấy sống mà để vợ con mình lo cho mình em cũng buồn lắm. Tại sao khi mà nghe anh An kể thì chị Huệ lại khóc? Mấy tuổi nghe con bệnh chồng em vậy đó rồi em cũng không có đi làm được rồi thấy ông. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại lần đầu tiên làm kênh YouTube với một cái tên đó là Út Đồng Tháp. Ghé lại thăm một cái hoàn cảnh mà trước đây Bùi Hồ có dịp đi sang đất nước Lào thì nhận được một cái cuộc gọi là chị thì đang sắp sanh. Thì nhưng mà hiện nay sống ở trong một cái căn chòi, cái chi phí để mà đi sanh nở thì Bùi Hồ có nhờ anh Nguyễn cho hai mẹ con cùng với anh chồng để đến bệnh viện để sanh với số tiền là 2 triệu đồng. Thì sau đó một thời gian thì chị với lại con của mình cũng mẹ tròn con vuông rồi. Hôm nay thì quay trở lại thăm hoàn cảnh của gia đình của anh với chị với lại con của mình sống ở trong một cái căn chòi. Đây là một cái số tiền từ quỹ của sư cô Phước Liễu ở Úc, 2 triệu đồng để trao cho hoàn cảnh gia đình này. Thì bây giờ để biết thêm thì mời cô bác quý anh chị cùng Bùi Hồ và kênh YouTube Út Đồng Tháp. Đồng Tháp mến chào cô bác quý anh chị ạ. Bây giờ thì sẽ vô đây ha. Đoạn đường đi vô đây thì cũng khá là gian nan luôn cô bác quý anh chị. Cũng gần 2 tháng thì mới quay trở lại từ ngày mà anh Nguyễn ảnh gửi tiền giùm. Bây giờ thì vô đây thăm hoàn cảnh gia đình. Chào gia đình mình ha. Dạ, chào anh. Dạ, chào. Em chào chị Huệ ha, cho em dạ. Đeo này cái nha. Này là cái mic thu âm. Mình hiện nay là về được bao lâu rồi ha chị? Em về được cũng 1 tháng 10 mấy ngày. 1 tháng 10 mấy ngày. Dạ, có mình bữa 7 tay chứ gì. Dạ. Là cũng 1 tháng 10 ngày 10 mấy ngày. Dạ. Dạ. Ngày bé được lúc mới sanh được bao nhiêu ký hả chị ha? Dạ, 2,5 kg. 2,5 kg hả? Dạ. Đặt tên bé là tên gì rồi? Dạ, Võ Thị Tường Vi. Võ Thị Tường Vi. Dạ. Thông tin với cô bác quý anh chị, đây là ngôi nhà của chị Huệ với anh tên gì ta? Dạ, anh tên An. Anh An. Lúc trước là một cái, chỉ là một cái miếng bạc giống như cái chòi dịch vậy á. Dạ. Rồi ở dưới này nè là được lót bởi những cái miếng gạch tàu ở dưới kia, ở gạch ống. Có đó, ống. Gạch ống ở dưới dạ. Kia á. Thì chị với anh An là có 3 người con. Dạ, 3. Hôm trước thì sao mà mình liên hệ với em? Em cũng gần sanh đó rồi cũng khổ quá, ông chồng cũng bệnh rồi không có tiền tới ngày đi sanh đó anh. Rồi có bà chị em mới coi trên YouTube bên anh đó. Rồi nói để chị xin giùm cho anh Mù Hồ giùm cho coi được không có tiền đi sanh. Rồi em mới kêu ông chỉ là cho chị xin giùm em đi, cả em cũng không có điện thoại, em xài điện thoại chỉ điện nghe không đó anh. Dạ. Rồi em mới kêu chị thôi nhờ chị xin giùm em đi, rồi chị mới liên lạc với anh xin giùm cho em đó. Em cũng mừng lắm, nghe được có tiền sanh đẻ em mừng. Rồi bữa hổm anh cũng tài trợ cho em được đó. Em đi qua, anh Nguyễn đưa em qua bển thì bác khám thì nó chưa có dấu sanh. Rồi tới 5 giờ mấy á, 5 giờ mấy cái bác sĩ kêu em khám lại, khám thì giờ đó có dấu sanh rồi. Cái tới trưa lại là em sanh luôn á. Gia đình của mình là anh với chị làm cái công việc gì? Em thì đó, em có bầu em đi bán vé số mà ba mẹ con đi bán vé số, bé chưa có đi học đó anh. Rồi ba mẹ con đi bán thì ông chồng thì đi làm hồ. Anh An đi làm hồ. Dạ, anh làm hồ. Anh An là bây giờ còn làm không? Dạ, cứ gần Tết này em thất nghiệp đó, rồi em không có đi làm, ở nhà em bán vé số phụ vợ cũng đỡ kiếm tiền ăn uống trong gia đình. Bây giờ thì bán vé số. Dạ. Mỗi ngày em bán được nhiêu tờ? Em bán 100 mấy tờ rồi hết, em lãnh thêm em bán. Vốn đó mình bán vé số là mình lấy gói đầu hay là như thế nào? Dạ, lấy dạ, tiền mặt. Vốn cũng tiền mặt, cũng nhờ anh Nguyễn giúp đỡ cho em rồi em lấy cái tiền đó em đi đếm vé số em bán. Dạ. Hồ ơi, chia sẻ cho chồng của ông Huệ á, thì cái căn bệnh á thì như thế nào đó là Hồ nói cho bà con rõ hơn tí đó.
bây giờ sẽ chia sẻ từ từ đi ha. Dạ. Vậy là hiện nay thì cái cuộc sống của mình là anh An đi bán vé số. Dạ. Để mà chăm sóc ba đứa con. Dạ. Ba đứa con với lại chị. Dạ. Chị là ngưng đi bán vé số để mà chăm bé Tường Vi. Dạ. Ê, hai đứa bé này, mỗi đứa bé như mỗi lần có học hành gì không chị? Dạ, bé thì 7 tuổi, bé gái thì 7 tuổi, bé trai thì 9 tuổi. Bé trai như là hoàn cảnh khổ quá, không có điều kiện để cho bé đi học á. Rồi năm nay thì em chỉ ghi cái đơn vô nhà trường á, anh sổ nghèo á. Rồi chồng ta cho hỗ trợ cho bé đi học trễ 2 năm. 9 tuổi vô mới vô lớp 1. Mới lớp 1 à? Dạ. À, con tên gì? Dạ, xếp bằng đây con. Tên là Khang, năm nay con 9 tuổi, con học lớp 1D. Khang, con tên Khang hả? Dạ. À, 9 tuổi học lớp 1. Rồi con là 9 tuổi thì người ta sẽ học được lớp lớp 4. Dạ. Bây giờ học lớp 1 thấy có mắc cỡ không? Dạ không. Dạ hả? Dạ con học được, con cũng mừng lắm rồi, con không biết mắc cỡ. Dạ. Con đọc chữ được chưa Khang? Dạ con đọc chữ được rồi. Đọc chữ được rồi. Còn bé bên đây là chị nói là tên? Dạ bé Võ Thị Cát Tường. Cát Tường, dạ. Ồ tên đẹp quá ta. Dạ. Tên Tường Vi đồ ai lựa cho bé? Dạ chồng em lựa. Anh An lựa hả? Dạ. Rồi bé là hơn 1 tháng rồi. Dạ. Có ăn đầy tháng gì chưa? Dạ bữa đầy tháng thì em chỉ mua con vịt cúng cho bé nó mạnh giỏi đó anh. Rồi với chè xôi đó anh. Dạ. Rồi cũng đầy tháng qua. Hôm nay gia đình của mình ăn cơm gì ta? Dạ, em muốn miếng thịt kho tiêu. À, thịt kho tiêu. Nhiêu tiền anh ăn? Dạ, em mua này có 50.000. 50.000. Dạ. Rồi cuộc sống của mình bây giờ thì hiện bây giờ nó có đỡ hơn không chị? Dạ, cũng chồng em đi bán thì như là ngày cũng trăm mấy vé thì ăn uống tiền cá mắm đó anh. Rồi em cũng để bé cũng 2 tháng 2 tháng ngoài, các em gửi ở ngoài giữ em đi bán phụ tiếp thêm. Để con anh chồng em thì đi bán không đủ. Tại hai bé này còn đi học nữa. Rồi em tính lại 2 tháng ở ngoài đi bán để kiếm tiền phụ thêm sữa tả cho bé nữa. Chị Huệ là năm nay bao nhiêu rồi? Em năm mới 30 rồi. 30? Dạ. Chị có chồng bao lâu rồi? Em có chồng năm 20. Năm 20? Dạ. Khi mà mới cưới thì chị với lại anh An làm cái công việc gì? Em cũng ở ngoài đi cưới theo chồng em á, ông đi về Bình Dương đi cũng đi làm hồ, em về ngoài cũng đi buôn bán này cái kia. Nào em bán sen, bán này kia với số cũng có, bán sen cũng có. Như heo mùa có mùa sen thì em bán sen cũng có, thì em đi đếm với số cũng đi bán. Đây là quê của chị hay là quê của anh em? Dạ quê của chồng em. Quê của anh em? Của bên mẹ, quê ngoại. Còn quê của chị là ở đâu? Quê em ở cũng trong đây luôn, như ổng thì ở đây ấp Tây Khánh 5, em thì xích vô trong ấp Tây Khánh 6. Đó mà hồi đó em với ở chung với mẹ em với bà ngoại đó. Bây giờ mẹ em đã tách ra riêng rồi, mẹ cũng mướn phòng trọ ở ngoài cầu bầu ấy. Đất này là mình đang ở là đất của ai? Dạ của cậu em. Của cậu ở tạm thôi. Dạ. Để không có tốn tiền trọ. Dạ. À, ngày xưa thì có nghĩa là mẹ của anh là có nhà cửa đâu không? Dạ có đất bên đây nè, lúc đó ông ngoại cho ở là đất bên đây đi mười mấy năm rồi đó. Nhà nó mục rồi, nó sập rồi, dượng về dượng gỡ ra hết. Bây giờ còn có miếng đất trống bển, không có tiền cấp đúng không? Dạ. Mẹ thì ở trọ. Dạ, mẹ vợ em ở trọ, còn mẹ ruột em ở ngoài Đồng Nai, ngoài bán trái cây rồi ngoài xe đẩy ngoài không. Sao anh với chị không ở ngoài đó mà lại về đây? Dạ nói chung ở ngoài em làm rồi bệnh nữa rồi không có điều điều đó, rồi tiền trọ tiền bọn rồi này kia thôi em thấy vậy thôi, về dưới quê có gì ăn nấy. Anh bệnh gì? Dạ, em cũng như đợt em bị tai nạn á, có loạn tiền đình rồi bác sĩ nó có bị tâm thần nhẹ nó cũng như em nhiều khi em nhớ nhiều khi em quên, em nhớ không có rõ nữa, rồi em cứ quên tới quên lui hoài. Anh An là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 32 tuổi. 32. Chị Huệ ngày xưa thấy gia đình anh An khó khăn gì là hai người quen nhau hay là làm mai? Dạ bà dì em làm mai, hồi đó em cũng đi bán này kia đó, rồi em đi bán tối ngày, ban mấy đêm đi bán đó. Rồi sáng đi về ngủ, cái bà dì em bà ở đây nè, rồi bà mần mai em. Rồi mần mai rồi hai người cũng tìm hiểu vài tháng đó, rồi coi hai bên được rồi cũng coi ngày tháng cưới đó. Dạ, rồi đó em lấy ổng rồi mới có 20 à.
Rồi hiện nay là gia đình của mình có gạo hay sữa đồ đầy đủ hết không? Dạ, gạo hay có em. Sớm đồ người ta cho em. À, người ta có hỗ trợ gạo nữa ha. Dạ. Sớm người ta cho, người cho 5kg, 10kg. Sữa thì bữa anh Nguyễn mấy cô cũng cho giúp cho tiền em đó, em cũng mua sữa, bữa hổm 3 hộp mà bé uống giờ cũng còn 2 hộp. Sữa này đó hả chị? Dạ. Dạ. Sữa đó. Hay là bao nhiêu tiền một hộp? Có 239.000. 239.000. Dạ. Ở đây thì mưa gió là sao hả chị? Dạ, như hồi lúc mà cô á, chưa có cho em tiền á, thì em che cái miếng bạc á, mưa nó dột lắm, hay chồng mưa lần là ngồi không không có ngủ được. Rồi cũng nhờ cái cô bên anh Nguyễn. Dạ, cũng cô hỗ trợ cho em được 5 triệu đó, em sửa mua tôi lại tới giờ cũng không có còn mưa tạt, em cũng rất mừng lắm. À, thật ra thì cái công việc mà cái việc mà sanh nở đó thì hiện nay thì không có can thiệp của y tế cũng rất khó. Ngày xưa thì cũng có thể là sanh mụ giường ở được, sanh mụ giường được. Khi mà đến cái ngày sanh đó thì anh với chị không có tiền. Thì em nói ha, tại lúc đó em chuẩn bị đi sang Lào. Thì nếu như mà điện không được em thì anh chị sẽ giải quyết như thế nào? Em cũng không biết nữa, như em cũng kêu không được, em cũng kêu mẹ em coi quen mượn tiền đỡ đó anh. Đi sanh đỡ thì cho chồng em ha, em cứng cát đi bán rồi em trả cho người ta. Rồi chị em cũng nói để chị xin giùm cho anh Mùa Hồ coi được không rồi cho em đi sanh. Chị cũng nhờ chị rồi cũng nhờ anh giúp cho em đó, em cũng có tiền đi sanh, em cũng mừng lắm đêm đó. Lúc mà mình là một người phụ nữ, là giống như bao người phụ nữ khác, thì cái việc mà sanh nở là cái nó phải có một cái số tiền dự phòng khi mà chị đi sanh mà phải hỏi xin tiền nữa, thì lúc đó chị buồn dữ không? Dạ cũng buồn lắm anh, cũng xúc động lắm. Rồi em không hoàn cảnh em vậy em cũng buồn lắm, có tiền đi sanh đẻ đó. Hồi đó em mang bầu ha, má mang bầu thì em còn đi bán số, mà em bán thì không có đủ ăn, như có ngày có 100 mấy vé à. Rồi em lo hai đứa con, rồi lớp thằng chồng em nữa. Rồi chồng em hồi đợt hổm là không có đi làm, có ngon em bán có vừa trải trong nhà. Rồi lớp em tiền ăn uống, tiền tùm lum đó. Rồi tới ngày đi sanh em cũng không có tiền, em nằm đêm em khóc không mà. Rồi em nói không biết tiền đâu mà đi sanh đẻ nữa. Rồi hai bên cha mẹ bên nào cũng khổ, mẹ em thì mướn phòng trọ ở ngoài chợ Mỹ Xuyên á. Rồi có bà về chồng em ở ngoài Bình Đồng Nai. Rồi hai bên người nào cũng khổ đó. Rồi em không có tiền nữa. Rồi em cũng đi bên nào mà em cũng nằm em khóc không à. Em nói tới ngày sanh mà không có tiền đi sanh nữa. Rồi đi qua thì bệnh viện người ta phải tạm ứng. Em thì có bảo hiểm mà qua thì ta phải tạm ứng trước số tiền. Rồi em nói em gên ổng hoài. Em nói không biết tới ngày đi sanh mà không biết tiền đâu tôi đi sanh. Em cũng loại qua ngoài trước nè. Em nhờ mấy cô mấy chú coi có ai xin gom góp cho em được món nào đỡ cho em được đi sanh. Đó, rồi em cũng nhờ cái ngày đó, rồi cái sáng là chị em mới vô đây thăm em. Em mới nói như hoàn cảnh em vậy đó, bây giờ tới ngày sanh mà em không có tiền gì đó. Chị em nói thôi để coi anh Mùa Hồ coi, để chị xin được không, coi được thì cho em đi sanh là đó. Là tối là lại là anh điện cho em đó, lần đêm đó là em mừng lắm. Em cũng đang nằm em khóc mùng á. Em nói trời ơi, tới ngày sanh mà em đêm đó là em mới chắc chưa, chiều có 4 giờ em ra nước, em ra nhớt rồi. Em nói trời ơi, chết rồi, không biết tiền đâu mà đi sanh đẻ nữa. Rồi em chỉ là biết khóc không, em biết làm cái gì nữa. Rồi em nói thôi đi ở, nằm đại ở nhà đi, giờ không có tiền. Rồi đó, rồi sao mà tối lại anh điện cho em, nó là em mừng lắm. Là anh Nguyễn ra tới, là anh Nguyễn đưa cho em đi đó, ra bệnh thì bác sĩ nói chưa có dấu sanh. Đó là có 5 giờ mấy cái bác sĩ bắt em đi lên khám lại, khám là có dấu sanh rồi. Là bắt em nhập viện đó, là cỡ chưa chưa lại em sanh. Bé Tường Vi thì lúc sanh ra chị nói là được bao nhiêu ký? Dạ có 2 kg rưỡi. 2 kg rưỡi. Dạ. Lúc mà người ta thường gọi là lúc có mang á, người ta thường ăn uống bồi bổ cho các bé để có sức sanh ra cho có sức khỏe đó. Thì lúc mà chị mang thai thì chị ăn uống như thế nào? Em ăn uống không có đều đặn như người ta, không có tiền nữa. Anh em bán ngày có 100 mấy vé, rồi lớp đi bán rồi cho hai bé đi học. Em phải nhịn thông á, buổi sáng á, ba mang bầu là ta ăn uống cho em. Hồi sáng thì nhịn thông không có ăn, không có tiền. Tới em có tiền mua nước đá, không có tiền uống. Rồi chồng em bị bệnh, cân bệnh vậy đó, rồi đâu có nói ông được đâu. Rồi sáng là em nhịn đói, không có tiền để ăn đó anh. Rồi tới chiều đó, rồi khi em đi ra mẹ em có cho được cá mắm thì em về chỉ mua kho cho hai bé này ăn.
Rồi em nằm hoài, em khóc hoài, em nói không biết sao, phải như cái bụng em còn hơi nhỏ nhỏ, em đi bán cũng có tiền, bụng em ngày càng xanh rồi, không có tiền nữa, rồi em không biết sao nữa. Rồi chồng em thì ấm không có đi làm được nữa. Rồi điện bên mẹ em thì hai người nào cũng khổ lắm. Rồi em không biết sao, có lúc đó em cũng bính hết trơn rồi. Cái cô ở đây cũng nhờ cho em mỗi ngày đem qua cho em đồ ăn, cá mắm này kia nọ cho em ăn. Ta cũng nói sao thấy có bầu mà ăn hộp dịch không? Nói giờ con không có tiền, con ăn đỡ hộp dịch. Ta nói ăn hộp dịch đâu có tốt đâu, có bầu mà thấy tối ngày ăn hộp dịch không à. Em cũng hoàn cảnh gì đó rồi, thấy vậy mấy cô bên đây, cô bà Úc bên đây cũng đem qua cho em cá khô rồi cho em ăn. Nó có bầu ăn vô chứ đừng ăn hộp dịch hoài, không có được. Rồi em cũng nói giờ con cũng không có tiền rồi, con đi bán thì được, con có tiền mua cá mắm mà giờ con không có đi bán được. Rồi chồng con nó bệnh gì đó, rồi ở nhà không có tiền mua. Rồi cô nói thấy gì phải cho em đồ ăn kia, phải cho em tiền mua nước đá, nhà không có tiền mua nước đá uống. Lúc đó em buồn lắm, nằm đêm khóc hoài vậy đó. Rồi bà nói thôi đi con có bầu con nữa, khóc khóc hoài không có tốt. À, cái quá trình mà chị đi sanh là lúc tối. Dạ. Anh em có nói anh Nguyễn là qua bên chị để coi có thể đưa tiền cho chị gấp để chị đi sanh. Dạ. Thì lúc mà vô bệnh viện thì có tiền lúc đó chị an tâm chưa? Dạ an tâm mừng lắm. Rồi lúc đó em bác sĩ kêu chưa có dấu sanh rồi hả chị, em mới kêu chồng em không dễ là cho anh Nguyễn đi, rồi nào qua có dấu sanh hay điện cho anh Nguyễn hay điện cho anh đó. Rồi em có khi chồng gửi lại anh Nguyễn mà anh Nguyễn không có lấy, anh Nguyễn kêu thôi cưng giữ đó đi, coi bác sĩ kêu nhập viện lại coi sao. Chưa có dấu sanh là chị nói trời trả tiền lại cho anh Nguyễn. Dạ, em có nghe anh Nguyễn nói. Dạ em kêu thôi anh chồng em nói dễ trả lại cho anh Nguyễn đi. Rồi trả cho anh Nguyễn mà anh Nguyễn không có lấy, anh kêu cưng giữ đó đi coi sao. Là giữ lấy tới 5 giờ mấy là bác sĩ kêu em vô phòng khám lại là khám có dấu sanh luôn, là chưa lại em sanh. Gom vô chưa? Bài từ lứa hết trơn à. Hiện nay thì cái căn nhà của mình em thấy là cái diện tích cũng khá là nhỏ nè. Dạ. Chỉ có một cái những cái tấm tôn ở trên nè. Ở đây thì cũng được 2-3 cái dách chứ như lại những cái trúc. Dạ. Đó thì thậm chí là nó không tới 9 mét vuông nữa. Nó khoảng 8 mét vuông à. Dạ. Thì gia đình mình sống có chật chội lắm không? Dạ chật, 5 người ngủ luôn anh. Rồi như 20 con em xây đầu về đây, ba cho con xây đầu về dưới mới đủ vừa. Cái chồng em thì lấn cái mùng cái tới ngoài đó luôn. Nằm ban đêm cũng hẹp lắm mà cũng gán nằm chặt lắm, không có đủ nằm mà đủ hết á. Rồi có bữa nào thứ sáu bé này nó không có sáu là học buổi chiều là nghỉ đó, rồi cho bé ra mà ngoại ngủ đỡ bớt đứa hai đứa đó anh, cho nó hơi rộng. Cả thứ bảy nhật bé nghỉ á là ngủ đỡ hai ngày cho nó hơi rộng chút, rồi chó chặt rồi ngủ ké. Dạ ngủ ké đỡ hai ngày đó, rồi tới thứ hai cái ngoại đưa vô đi học lại. Dạ. À, thật ra thì ai cũng có những cái bế tắc trong cái cuộc sống á. Dạ. Mà em thấy gia đình của mình đó, trước đây hình ảnh mà chị của chị gửi cho em xem á. Dạ. Thì nó giống như là một cái căn chòi của những người dữ dịch á. Dạ. Thì lúc đó là cũng là rất là khó khăn rồi. Khi mà hai vợ chồng thì anh An thì ảnh có trạng thái thần kinh không có ổn định nữa. Dạ. Không có làm ra tiền. Quay về đây nè, thì lúc đó cũng khó khăn lắm. Tại sao chị không có liên hệ từ lúc đó mà lại đến gần sanh mới liên hệ? Em không có biết, rồi hồi đó em đâu có biết là em về nên đi buôn bán à. Rồi cũng nghĩ đi bán đi kiếm tiền cũng sanh đẻ cho chồng em, hồi đó cũng chưa có bệnh lên. Rồi giờ cái giờ ông bệnh lên, hồi đó hai chồng em ngủ xích ở dưới lưng anh, lót gạch ống nằm á. Ngủ ở dưới đó đó hả? Dạ, nằm đó đó lót gạch ống sấp á, mấy ba con mẹ con ngủ không đó. Chả luôn. Dạ lót gạch ống ở dưới đó có nằm có gạch ống đó. Vợ chồng em ngủ. Rồi ngủ cái đêm đó đó anh, rồi cái nước lớn nó tràn vô rồi lớp bão của hổm nữa. Rồi tràn vô ngập hết trơn, có chồng em thấy gì đi mốt ba cái cây dụng cộng năm ống dở đó, rồi mới đóng đỡ cái sàn này lên đó. Với hai chồng em đợt hầm xích ở dưới lòng nước sông lớn nó tràn lên ngập hết trơn. Rồi có chồng em nói, chồng nó gần xanh nữa rồi kiểu này đâu có ngủ ngơi được cái gì. Chồng em ổng đi lụm ba cái cây đó anh, chắc nó là anh đóng đỡ. Rồi em lấy che bạc đỡ cho đỡ đừng có mưa mà nước nó lên nó ngập á. Anh An thì hiện nay thì đỡ chưa? Cái căn bệnh của mình đỡ chưa? Dạ, em muốn hút cũng đều đặn, nó cũng phải khỏe rồi anh. Nhiều khi em nghe người này người kia nó tiếng này tiếng kia xô xào hoài, cái em nghe cái bực bội trong mình đó. Mà nghe quá trời nhiều tiếng á, cái làm như nó là hơi nóng nảy trong mình, cái em niệm Phật không à. Anh nói là mình bị
rối loạn tiền đình với lại bị thần kinh nhẹ. Thì phát hiện cái căn bệnh nó bao lâu? Hồi đó em phát hiện là đi bệnh viện Đồng Nai ở ngoài biên hòa ngoái á, là em khám người ta khám tổng quát người ta có đưa cái to. Tại hồi đó em đi làm á, rồi em có dùng bia rượu với thứ bảy rồi á, rồi em uống rồi em về em bị tai nạn xe. Rồi cái lúc đó em bị cái nghe cũng như tiếng nhân giảng giảng bên tai hoài vậy, tiếng người này người kia nói hoài vậy đó. Rồi nhiều khi em thức sáng đêm ngồi nghe kinh với niệm Phật không à, em ngủ không có được nữa tại tiếng này tiếng kia tiếng kia. Tiếng này là tiếng âm hay là tiếng ma hay là tiếng sai gì? Em nghe cũng như tiếng người này người kia đủ thứ tiếng hết trơn. Em nghe bên mé tay trái là nhiều. Lúc mà ổng mà lên cơn đợt lắm quá, ông cũng quánh em hai lần, cũng chịu cái cơn có ổng bệnh đó anh. Rồi cũng lúc nào ổng bình tĩnh thì đỡ, không uống thuốc thì đỡ, lúc nào ổng uống thuốc á như chèm chế nóng quá, rồi không có nghe chèm chế được á, nghe này kia cái ổng không có chịu nổi cái ổng quánh. Rồi em cũng nói thôi đi giờ em uống thuốc đi, đi cho nó khỏe lại, để có bác sĩ thì khám ngoài Đồng Nai thì kêu ổng uống đỡ 2 năm đó anh, đều đặn là hết con bệnh. Rồi như vợ chồng em thì khổ quá, tiền thuốc đó cũng nhiều quá à, không có đủ mà để cho ổng uống nó. Rồi uống là không có mấy lần cái ngưng ngang không cho uống đó anh. Rồi cái giờ ổng phát bệnh lại nó, rồi ổng nóng ổng dằn không được, cái đúng người ổng bị thức sáng đêm ổng ngồi mùng bài á. Bây giờ là lấy thuốc ở đâu anh? Dạ em có mua thuốc ở ngoài Bắc Văn Hòa, ngoài mua mà như thuốc thế ngoài cầm cái to cũ còn của em rồi xuống đó, nào em đi khám em ngoài cho người ta coi người ta lấy thuốc về em uống. Mỗi lần là bao nhiêu tiền anh ạ? Em lấy đỡ một tuần lấy 200 mấy, còn một tháng nó tới đâu 1 triệu mấy hay gì. Em lấy đỡ một tuần lấy uống. Có cần bác sĩ nó có cần là bao lâu phải đi bệnh viện tái khám lần không? Không, em đợt sau em có ra làm như là nói là cái này là chỉ uống đều đặn là 2 năm mới hết. Mà em cũng như lúc có tiền em mua, lúc không có tiền cái em bỏ cử em không có uống. Rồi cái làm như bỏ đêm cái làm như tái phát lại hay gì. Thật ra đó thì em biết cái nghề hồ á thì là một cái nghề cuối tuần là phải thường nhậu nhẹt với anh em. Dạ. Để cho giống như là kiểu là cho dễ ngủ nè. Rồi mệt mỏi tay chân nó bụng rủng đó, thì em hiểu được cái nghề đó. Thì sau khi cái tai nạn đó thì anh thấy bây giờ mình thấy mình hối hận với lại rượu bia nhậu say xỉn mà chạy xe vậy không? Dạ, nói chung em cũng hối hận. Em sau này là em có uống em mua một lon hai lon bia ở nhà em uống em chơi vợ con, chứ em có đi chơi với bè bạn với làm là em đi về nhà không à, em không có đi đâu nữa chứ. Là cũng mấy năm rồi em ở nhà không, đi làm rồi về, chứ không có đi cũng như thứ bảy người ta rủ em không có nhậu. Nó thôi về. Rồi đợt sau vợ em gần sanh rồi đi, em đi qua bển nuôi vợ em á. Rồi xin lại thì chú nói hết việc rồi. Rồi em nghĩ luôn là cỡ tháng mấy này. Khi vợ mình đi sanh thì không có một đồng dính túi. Thì lúc đó anh cảm thấy mình giống có phải là giống như là một cái gánh nặng cho vợ mình cũng. Mình cảm thấy mình gọi là bất lực không anh? Em buồn lắm. Rồi bữa đó cũng như em buồn đó, em lấy thuốc em uống hết cái mọt luôn á. Cũng như em thấy cũng như này kia, cũng như mình đàn ông mà để vợ con vậy. Em buồn em gom thuốc em uống hết trơn luôn á. 7-8 lần em uống cái mọt luôn. Mục đích của anh uống để làm gì? Cũng như em buồn quá rồi em nghĩ quẩn á anh. Rồi em tính đặt đó em muốn coi cho đi luôn cho nó rồi. Chứ thấy sống mà để vợ con mình lo cho mình em cũng buồn lắm. Tại sao khi mà nghe anh An kể thì chị quỳ lại khóc? Mấy tuổi nghe con bệnh chồng em vậy đó. Rồi em cũng không có đi làm được. Rồi thấy ông nhiều cái ông lên bữa hổm ông muốn hết chơi thuốc đó. Rồi em nói dụ ông nói sao mà ở nhà mà không có tiền mà lấy lo cho vợ cho con được, mà lấy vợ con đi mất đi bán xấu mà lo cho tôi. Nhiều cái thấy ông nói cũng chịu không nổi. Rồi em cũng chồng em vậy, rồi giờ em biết nói sao. Chỉ có một anh em bươn chải trong gia đình thôi. Em thì chỉ mất em hai đứa bé đi học. Rồi đó em chưa sanh đó, rồi chồng em bệnh vậy đó. Có một anh em đi bán à. Rồi em cũng bư trong nhà em cửa ăn uống gì đó. Mà tới ngày em sanh thì em không có đi bán được. Thì lúc đó không có tiền. Rồi tới ngày sanh nữa, rồi chồng em con bệnh đó. Rồi em cũng không biết sao. Rồi thấy ông vậy đó.
Rồi em cũng nói giờ ông gần sanh, tôi gần sanh tới mà ông không có tiền, ông đi làm được rồi không biết tiền đâu mà để tôi sanh đẻ nữa. Rồi hai bên cha mẹ thì bên nào cũng khổ, không có giúp được cho con cái. Rồi em chỉ là nằm đêm là khóc, không đi bán cũng khóc, là nằm ở nhà ngủ cũng khóc, không đêm là nằm khóc không mà không biết cách làm sao mà lại có tiền mà để sanh xe. Sanh đẻ mà với cho chồng em nó uống thuốc đều đặn để cho hết bệnh, để lo cho mẹ con em. Em chỉ cầu mong đó nhiêu đó thôi. À, đêm nào em cũng nằm giái nó, giái cho ổng hết bệnh, cho ổng mặn được, cho lo cho mẹ con. Chứ giờ con quá trời khổ rồi, không có khả năng mà nuôi lo cho hai bé đi học. Rồi lớp chồng em bệnh gì đó, rồi chỉ là cầu mong cho chồng em uống thuốc đều đặn cho hết bệnh để lo cho vợ cho con. Thật ra như thế này, khi em quay lên thì chắc có lẽ là cô bác của anh chị sẽ rất là thông cảm đối với cái hoàn cảnh của anh An với lại chị Huệ, cũng như là ba người con của mình. Nhưng mà chắc cũng có lẽ là cô chú anh chị sẽ hỏi là tại sao gia đình của mình khó khăn như vậy mà lại về có mang thêm bé Vi á. Thì là lúc mình mang là mình có đủ điều kiện để mình sanh bé hay không, là hay là do dở kế hoạch hay như thế nào? Như em chị Huệ uống thuốc ngừa đó, mình như uống mà quên đó anh, rồi cái phát hiện lên chảy kinh rồi nó em biết đi khám thì bác sĩ nó chảy khám là dính là mới 4-5 tuần à. À, lúc đó là em còn ở thành phố đó, là em tính thôi đi để em bỏ, em bảo đãi cả hai bé này rồi chưa cho nó đi ăn học, cũng mang bầu cũng tội lắm hai bé này nữa, rồi em nói thôi để em bỏ chứ không có đãi. Đi thấy thằng chồng em bệnh vậy đó, không có đi làm đều đặn đó, rồi không có biết là đẻ ra khổ đó, không có tiền rồi lo, mình không có lo được cho con cái được nó nơi chứ trốn đó. Rồi cũng buồn lắm, rồi em không có chịu đãi. Rồi chồng em là ổng có kêu thôi đi bà đãi đi, bỏ tội lắm, mình khổ cỡ nào khổ mình cũng lo cho con mình đi, đừng có bỏ. Anh An nói vậy dạ hả? Rồi lúc đó là ổng chưa có phát bệnh lên đó anh. Dạ ổng kêu thôi đi em đãi đi, đừng có bỏ, mình có con bỏ tội đó lắm. Bây giờ là mình khổ cỡ nào mình mới láng lo cho con, cái gì em mới đãi. Hai chồng em giờ cũng khổ lắm, cũng nhờ vậy cho em mượn đỡ 2-3 triệu cái em che đỡ cái chồi hả. Rồi dạ, em cũng mượn tiền vậy á, lấy cho xin vô trường cho con học cũng được 1 triệu mấy á, lượng như em tính cho một bé thôi, tại lúc đó em khổ. Cái trong nhà trường cái thầy giáo nói thôi cái này tới năm học rồi cho bé này học luôn đi. Cái em cũng vậy, em cũng gán đi làm kiếm thêm rồi cũng như cho như bé là cũng như đóng tiền trường là nửa năm, còn nửa năm sau là đóng thêm. Đợt đó hai chồng em về cũng khổ lắm, cũng nhờ ở đây sớm viện với dì cháu rồi giúp đỡ cho vợ chồng em. Em thấy nhà mình hiện nay thì cũng có các áo cho các bé đi học kìa. Thì quần áo đó là do Mạnh Thường Quân hỗ trợ hay là tự mình làm mua được? Nhà trường cho em cho bé được 2 bộ, rồi cho bé khi này cũng 2 bộ. Rồi như là đợt em vô cũng nói hoàn cảnh em khổ gì đó, rồi nhà trường kêu em ghi cái miếng đơn ấy anh ở trong đây nè, trứng đi rồi đem ra như là người ta soạn quần áo tới tập vở. Rồi tới ngày tụ trường đi vô mà tập vở thì chưa có, em đi bán vé số á, rồi em cũng ghen đó, rồi bé này cũng nói ta hỏi sao mà con không có đi học. Rồi bé nói con không có tiền chú ơi, con 9 tuổi mà con không có tiền đi học, không có sách vở mà giờ vô học rồi con không có tập. Rồi người ta thấy vậy người ta dẫn cho bé đi mua được bộ sách. Rồi cho bé này cũng bộ sách là 2 bộ, rồi quần áo thì trong nhà trường cho đứa được 2 bộ đồ. Trường cách cho nhà mình xa không? Dạ, trường ở ngoài đầu Văn Điểm nè anh, trường Phạm Hùng Thái á. Dạ. Dạ. Khang. Dạ, con đi học thì nhà mình nghèo vậy á, rồi không có đầy đủ ăn đầy đủ, hoặc là ba mẹ thì rất là khổ, ở trong một cái căn nhà rất là nhỏ so với các bạn á, thì mình lại lớn tuổi mình học lớp nhỏ thì con có mắc cỡ không? Tại vì con mắc cỡ, tại vì con học được con uống mừng rồi con thấy mắc cỡ, nghĩ sao học được là con vui rồi. Cái mấy bạn đó đòi lại nhà con chơi không? Dạ không. Nếu như dạ. Mà mấy bạn đòi lại nhà con chơi con có chịu không? Dạ chịu. Thường ngày của mẹ cho con ăn cơm với gì? Dạ hồi lúc trước thì mẹ con nghĩ số đâu có tiền đâu, thường ngày chỉ cho ăn trứng thôi. Cho ăn trứng thôi? Dạ. Đối với con thì con tại sao con lại thích học?
Dạ tại vì học thì biết chữ, sau này lớn lên có thể làm được nhiều công việc hơn. Để không nếu như mình không biết chữ thì sẽ bị bạn bè chơi cười. Con có ước mơ sau này con sẽ lớn lên con làm gì để phụ ba mẹ không? Dạ, ước mơ của con chưa biết con làm cái gì nữa. Nhưng mà hiện nay thì ước mơ của con là cho gia đình mình có gì trước tiên nhé? Dạ, đầu tiên là ước mơ của con là để cho gia đình có một căn nhà để cho em con ngủ ấm áp hơn, không bị muỗi cắn. Con có bị muỗi cắn không? Dạ có, em con bị lần đó bị muỗi cắn quá trời, cắn vô mặt đó. Em con cái bên tên gì chú quên mất tiêu rồi. Dạ, con là Cát Tường. Cát Tường qua đây con chú ta là ai? Ngồi đồng quan. Cát Tường là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bằng lại con. Dạ hôm cháu hôm nay con 7 tuổi. Con học 7 tuổi con học lớp mấy ta? Con học lớp 1. Ủa sao 7 tuổi mà bằng với lại 9 tuổi mà học lớp 7 tuổi mà với 9 tuổi học lớp 1 chung vậy ta? Dạ con tụi con học trễ. Vậy hả? Rồi có bạn nào trong lớp súng răng giống con không? Hả? À, có ăn kẹo không súng răng vậy? Bác hỏi kìa. Có. Ăn kẹo gì? Con ăn kẹo gì? Cô tên gì Cát Tường? Cô tên cô Hiếu. Con ở trong lớp con có làm lớp trưởng không hay bạn nào làm? Có bạn con có bạn trai làm lớp trưởng. Là trong lớp con là con lớn con nhất chưa? Con là bự nhất ở trong lớp chưa? Chưa. Chưa hả? Đẹp quá mà đúng không? Bảy lớn tuổi hơn các bạn một tuổi nhưng mà đẹp. Chắc có lẽ là Khang là lớn nhất hả Khang? Dạ con. Hai anh em học chung á. Hai anh em con học chung lớp hả? Dạ. Hai anh em con học chung một. Có ăn hiếp mấy bạn không? Cái giò con bị gì vậy? Dạ, nhỏ con bị xe bẻ chỗ kén lên trên bên đây. Cái gì? Xe bẻ chỗ đụng á. Ồ, rồi có người ta có đền tiền không mà ghê vậy? Dạ không, người ta chỉ đưa qua bên bệnh viện đó anh rồi rồi đưa số điện thoại đi cái gì rồi điện có bé có nặng quá chuyển viện thì điện cho anh. Cái em cũng cho số điện thoại rồi tới bé mà bác sĩ nói cái giò này phải chuyển viện mới được. Rồi chuyển là lúc đó là điện cho ảnh thì ảnh phá máy, ảnh nói số điện thoại lộn số rồi. Trời, dạ. Ở đâu chị? Dạ, lúc đó hai chồng em ở ngoài Bình Dương á. Trời, lúc mấy tuổi? Lúc đó cũng 3-4 tuổi á. 3-4 tuổi hả? Dạ. Rồi em đi bán ngoài chợ đó anh, rồi ảnh hức vậy đó, đi ra kiếm em đó, đi sao mà tới ngay cái cua bị đụng đó. Đúng là nghèo gặp cái eo thiệt chứ. Rồi em cũng không có làm khó nữa, người ta cũng đưa qua tới bên bệnh viện đó, người ta chỉ đưa bển, người ta nói thôi nè chị ơi, số điện thoại mà bé có bài gì thì điện cho em, tại em cũng chở thuê người ta, cũng chạy xe bẻ chỗ á. Em cũng tin, em cũng nghe vậy đó, em lấy số điện thoại, em nói thôi bé không có gì hả anh về đi, nào có gì em điện. Rồi tới hồi bé có gì thì điện thì nói số này lộn số rồi, có điện cục sau nữa thì phá máy luôn. Khổ ghê á. Bé này cũng bị đụng 2-3 lần, đụng đó xe bể chỗ rồi tới xe ông ba. Ở nhà mình cắt lên có thờ Phật gì chưa ta? Dạ, em thờ mẹ Quan Âm. Mẹ Quan Âm ngoài trước rồi đúng không? Nãy em quên, ở đằng ngoài trước đó. À, hiện nay thì cái cuộc sống của mình coi như là đã tạm ổn hơn so với trước đây. Dạ. Có nghĩa là không còn ngủ cái tình trạng là ngủ mưa nữa. Dạ. Rồi bé thì cũng được sanh ra mẹ tròn con vuông. Dạ. Nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn còn rất là nhiều cái khó khăn. Dạ. Thì đối với chị thì chị có ước muốn gì không? Em ước muốn thì có như ba mằng có tiền để xây sửa lại cắt lại cái nhà cho nhà cửa được ấm cúng cho bé được có già. Dạ. Chứ được có số vốn rồi lấy vợ chồng em đi bán cho hai bé đi học tới nơi tới chốn. Đó, em chỉ có ước có nhiều. Còn anh em? Em thì cầu mong là em được khỏe mạnh lại hết được cái căn bệnh em để em gắng đi làm cho con em học tới nơi tới chốn em mừng. Thật ra thì hôm nay có tiếp xúc lại với hoàn cảnh của gia đình của mình. Em mới hiểu hết cái nỗi khó khăn vất vả của anh với chị. Tương lai phía trước còn rất là dài luôn. Kể cả anh với chị một thời gian lo cho các bé ăn học cũng là cả một vấn đề. Thì anh với chị có nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng sống, hy sinh cái cuộc đời của mình để nuôi cho các bé không? Cũng nghĩ đó anh, nghĩ đó em nói cũng giờ cổ cỡ nào cổ cũng đi bán để tạm bán kiếm số bán đỡ cho bé đi học tới nơi tới chốn. Qua Tết em cũng đi kiếm hồ em làm lại, chứ em làm một ngày 300 mấy, còn đi bán số ngày lại 400 mấy rồi ăn uống rồi tiền học hành của con nữa, nói chung là cũng tạm đủ sống rồi chứ
còn hoàn cảnh bươn chải là không có đủ. Em qua Tết chắc em kiếm việc em làm lại. Mỗi ngày 150.000 thôi. Yeah. Thì cái chi phí mà sữa nè, rồi ăn uống sinh hoạt trong gia đình, gạo nữa. Mà gạo thì bây giờ gạo cũng ổn. Cho, thì nó cũng đủ đó thôi, nhưng mà có bệnh hoạn thuốc men này là không có tiền. Yeah. Đó, thì tại vì bé còn rất là nhỏ, còn nào lớn lên còn tả rồi còn đủ thứ á. Yeah. Thì em không hiểu là nãy giờ em để ý gia đình của mình thì việc tắm rửa vệ sinh như thế nào ha? Và điện này ở đâu có anh nè? Em câu nhờ bên nhà của dì em. Rồi nước thêm câu qua đây em xài, rồi đi vệ sinh em đi đỡ làm cái cầu cầu đó. Cầu dưới mấy sông? Dạ. Đi đỡ không ạ? À, đi vệ sinh ở dưới đó, còn tắm? Tắm thì tắm đây luôn á. Tắm nước cây hả? Dạ. Dạ. Em hứng vô lưu á anh. À, lúc trước là mình ngủ ở dưới gạch này luôn? Dạ, em lót gạch đó, nó gồm chả miếng cao su lên. À. Rồi nước uống? Uống thì em bắt nước sôi nên bắt nước sôi vợ chồng đó. Ờ bên đây coi, đừng có lu quá nha. Cái máy bạc này đúng không? Dạ. Cái nhà này là mình hết bao nhiêu tiền hả? Em mua tôn với cây với miếng này luôn là 3.000.000+. Dạ. Em làm có mình nên em nhà em làm cọc cạch chứ. Anh cũng khéo ghê chứ. Dạ. Ông làm bữa trời mưa nó dở ướt hết trơn. Thôi bây giờ cái chuyện buồn nó cũng qua rồi. Dạ. Mà cũng em nói thiệt với chị là cũng may mắn vậy nè. Dạ. Là lúc mà chị của chị điện cho em á, là em còn ở Việt Nam chứ em qua Lào là điện hết được rồi. Dạ. Cũng đó là chắc có lẽ là do anh An á, ảnh thường xuyên niệm Phật. Dạ. Thì chắc có lẽ là có thể là Phật nghe rồi Phật độ mẹ Quan Âm nên thành thử em thấy ngoài trước có thờ hình của mẹ Quan Âm đó. Dạ. Thì hôm nay thì cũng dịp tình cờ qua đây để quay lại cho Mạnh Thường Quân biết về cái hoàn cảnh của gia đình của mình. Dạ. Thì thật ra thì cái cuộc sống nó vẫn còn nhiều khó khăn. Yeah. Thì chắc có lẽ là anh với chị nói một lời cảm ơn đến sư cô Phước Liễu. Lúc mà anh chị điện cho em á thì em trích quỹ từ một sư cô ở Úc, đó là sư cô Phước Liễu. Thì anh chị nói là cảm ơn, hôm nào em sẽ quay trở lại nữa để thăm gia đình của mình. Yeah. Tại em còn một số dầu xanh của mấy chú đồ gửi nữa nhưng mà em đi qua đây bất chợt quá. Yeah. Bây giờ chắc có lẽ là anh An sẽ nói một lời cảm ơn với tất cả Mạnh Thường Quân, kênh anh Nguyễn An Giang nè, rồi thậm chí là cả anh Nguyễn, 12 giờ khuya điện cho anh chạy. Em nói chuyện không có được càng ghẻ. Anh cứ nói đi, nói. Anh cứ lời thật thì nó lại rất hay. Dạ, con xin cảm ơn cô sư cô Phước Liễu đã giúp đỡ cho vợ chồng con, với Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ vợ chồng con được cái nhà ấm cúng, không có mưa gió, đưa dột nữa. Dạ, được mới vốn nữa vợ chồng con làm buôn bán để... Anh cảm ơn anh Nguyễn An Giang nữa chứ. Dạ. Em cảm ơn anh Nguyễn An Giang rất nhiều đã giúp đỡ vợ chồng em. Dạ. Em nói anh Nguyễn mà làm cái này là hơn đi 7 kiến chùa nữa, khỏi cần đi chùa. Dạ. Tại vì cái lúc mà gọi là lúc mà sinh nở là cái lúc đó nó cực kỳ ngặt nghèo luôn. Dạ. À, chị Huệ có muốn nói gì không? Dạ, em cũng xin cảm ơn cô sư cô Phước Liễu. Sư cô Phước Liễu. Với bên mấy cô, các cả Mạnh Thường Quân trong ngoài nước, với anh kênh của anh Bồ Hồ, với kênh anh của Nguyễn An Giang đã giúp cho vợ chồng em cũng vượt qua cơn lụt khó khăn, cũng nhờ được che được cái ấm cúng, được nhà cửa không mưa dột nữa. Em cũng rất là mừng, xin cảm ơn mấy cô mấy chú rất nhiều. Hiện nay thì mình còn được bao nhiêu tiền để mà chi phí trang trải á chị? Dạ, em còn được vài triệu đi lấy giấy số rồi. Mấy triệu nói đi. Dạ, để 3-4 triệu. 3-4 triệu à? Dạ. Đặng cho Mạnh Thường Quân có thể biết. Dạ. Thôi chắc cũng có lẽ là trưa rồi, gia đình mình ăn cơm chưa? Dạ, chưa rồi hả? Dạ. Hôm nay thì em đến đây được biết đến gia đình của mình, thì em sẽ quay trở lại lần sau nữa. Dạ. Thì em chúc cho anh với chị luôn vượt qua những cái lúc khó khăn này. Dạ. Để mà phấn đấu để mua nuôi các bé ăn học. Dạ. Chăm cho các bé lớn thì ai cũng có lúc khó khăn mà vượt qua được thì để mà làm lại một cái cuộc đời. Yeah. Chúc anh An nhiều sức khỏe, luôn là chỗ dựa vững chắc cho chị Huệ. Yeah. Vợ của mình, đừng có uống nguyên liều thuốc nữa nha anh. Yeah. Yeah, đừng uống liều, chia ra từng ngày uống chứ đừng uống nguyên một lần uống hết luôn. Yeah. Một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân của kênh anh Nguyễn An Giang. Chân thành cảm ơn anh Nguyễn An Giang luôn. Xin chân thành cảm ơn sư cô Phước Liễu đã cho Bùi Hồ có thể tạo cơ hội để mà hỗ trợ cho gia đình của chị Huệ.
xin chúc sư cô sức khỏe và an lạc. Bé Khang, con chúc bà đi. Bé Khang, con cảm ơn bà. Hai bé nè. Dạ con chúc con bà sư cô Phát Liễu được mạnh khỏe. Giờ sao nữa? Con nghĩ trong đầu sao rồi con chúc như vậy? Chúc cho thôi con. Được rồi. À, con có nói gì không Cái Tường? Con chúc sư cô Phước Lễ đếm hộ cho con một số tiền. Sư cô Phước, sư cô Phước Liễu nói con đừng ăn kẹo nữa, xuống gan mà. đây là cái hình mẹ Quan Âm mà được gia đình của chị Hội với lại Nan thỉnh về thờ nè. Này thỉnh ở chùa hay sao chị? Dạ, em thỉnh ở chùa anh. Thỉnh ở chùa ha. À, rất mong thì mẹ sẽ phù hộ cho gia đình chị luôn vượt qua những cái lúc khó khăn nhất để mà làm lại một cái cuộc sống mới.